cha chú mua giùm cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? À, chú tặng vợ chú đây. Cảm ơn. Anh tặng mình, mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Cảm ơn mình nha. Dạ, em chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh. Chú chào con. Dạ, tại trước khi đến tham gia chương trình đó là ba con có dặn là khi gặp chú Quỳnh Linh thì con phải chào bằng chú, như vậy con mới ngoan. Dạ, cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn ba con luôn. Con tên gì con? Con tên là Thu Hương, năm nay con 24 tuổi, con là cô giáo. Chú Quỳnh Linh chào cô giáo. Bây giờ để coi gặp bạn trai này coi con hay là chú cháu đi. Mời con, yêu mời bạn. Ông trời, anh đây rồi. Gì vậy? Con vừa lâu bây giờ mới gặp được anh. May quá. May quá. Gì vậy? Chào chị Cát Tường. Chào Thu Hương. Chào anh Quỳnh Linh và chào bà con. Nè nè, bây giờ kêu anh Quỳnh Linh bằng anh hay bằng chú? Bên kia kêu bằng chú đó. Thế là chào chú Quỳnh Linh. Con tên là Chiến. Con năm nay 26 tuổi. Con với chú Linh thôi, còn chị Cát Tường. Con làm nghề gì? Con làm bên chỗ gọi là mọi người chạy ra, con lại chạy vào. Là gì? Quả ta. Cái này nghe lạ. Cú quả. Con thì làm trong sân bay quân sự. Ta gọi là bộ đội cú quả đúng không? Dạ. Dễ thương ha, là cú quả vui tính quá hả? Quê bạn ở đâu? Dạ, quê con thì ở Nghệ An. Nghệ An? Dạ. Bạn bên kia quê ở đâu vậy? Dạ thưa chú, con ở Bình Phước, nhưng giờ con đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng làm thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Cũng lớn rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, sâu đậm nhất là một mối tình. Sâu đậm một mối hả? Vâng, kéo dài gần 5 năm. Tại sao ta lại chia tay nhau? Lúc đó là em cũng đi học ở ngoài Hà Nội. Nhiều khi người ta bảo khoảng cách là xích lại gần nhau. Nhưng mà đối với em đây thì khoảng cách nó có những cái mâu thuẫn. Người con gái ở trong này mình không quan tâm được. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng gần được 3 năm rồi chị ạ. 3 năm nay ở cứu quả không cho nên không có bạn gái hả? Dạ, phòng không không quân. Mình thì có bao nhiêu mối tình rồi cô giáo? Dạ, em thì mới có một mối tình thôi. Mối tình đó là hồi sinh viên. Mà người ta hay nói là mối tình sinh viên là mối tình gà bông chích bông á. Thì nó cũng không có tới đâu hết chị. Hôn chưa? Rồi. Lớn lên đi, có gì đâu. Học thì giáo viên dạy lớp mấy? Dạ em dạy cấp 3, môn lý. Môn lý khô khan lắm, sao nhìn em ướt nhẹp vậy? Sao ế? Ế là do là tại vì là em chưa tìm được người tử tế. Nên là em rất là tò mò, là không biết là anh nam bên kia là có phải mẫu người lý tưởng để em tìm kiếm hay không. Vậy mẫu người lý tưởng của em là người sao? Dạ em thích một người nam, là một thanh niên nghiêm túc, có một lối sống trong sáng, lành mạnh, biết yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm và đặc biệt là phải có chí cầu tiến. Bộ đội bên đây có sẵn hết tất cả mọi thứ đó luôn, yên tâm ha. Dạ. Để nhìn nhau thế nào thôi, đã nói bộ đội là kỷ luật sắc lắm. Lập trường tư tưởng vững vàng. Đúng rồi, lập trường tư tưởng vững vàng. Dạ. Không có gì lo hết. Đúng rồi. Bạn gái như thế nào? Sống tình cảm. Rồi. Vui vẻ, quan tâm tới gia đình. Và có thể là tôn trọng trên và dưới. Đơn giản vậy thôi. Em đơn giản vậy thôi. Ngoài cái nhiệm vụ cứu quả ra, bạn còn có cái sở trường gì không? Bộ đội hát được nè. Chứ bây giờ đi cô gái mà nói là biết cứu quả không chết rồi. Bên đây hát không có nhu cầu trái nha. Hát bài về Nghệ An ha. Hay hát bài lính cứu quả gì đó. Được không? Làm bẩn thử coi. À vâng, em thì qua đây em cũng không phải là giới thiệu về nghề cứu hỏa. Em sẽ hát một bài về cứu hỏa. Bắt đầu. Chúng tôi là lính cứu hỏa, tuổi đời 19 đôi mươi, gieo dài đẹp trai yêu đời, yêu người yêu mãi em thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn dạ, anh bộ đội cứu chị. Hỏa. Vâng. Nhờ có anh mà lần đầu tiên tôi được nghe bài về người lính cứu hỏa. Vâng. Nghe là thích bạn gái hay sao? Cũng dễ thương được thôi. Nhìn cái chị thì em thích cái đấy. Cũng lanh lẹ lắm. Dạ. Nè. Đâu có đâu. Rồi lính mà, người lính nó phải năng động vậy chứ. Có cái điểm nào không thích? Em không thích phụ nữ là không biết nấu ăn, không biết trên dưới. Có lãng mạn không? Em không biết em lãng mạn hay không, nhưng mà nhiều lúc em trước khi đi ngủ ấy, đôi khi thôi em nằm em tưởng tượng là sau khi em có gia đình, em có con đúng không, có thể vợ bận giày em chở con đi lòng vòng. Ủa sao biết vợ tương lai giáo viên luôn hả? Em nghe rồi, em nghe rồi. Cái này mới chế đây nè. Em nghe. Mới chế
thật. Không, nhưng mà vậy là cũng lãng mạn, lành lắm. Rồi để em kể. Rồi em chở con ra chỗ mà các công viên mà có khu chơi trẻ con đó chị. Đó, nhìn thấy trẻ con vui đùa cười rất thích. Bây giờ em tiến xa hơn tí nữa là sau khi về già đấy, em đi chống gậy ha, bà vợ đi bên, là đi dạo trong công viên, có một cái đứa cháu. Lúc đó bà vợ nghĩ dại chưa? Có một đứa cháu là bán bông. Bán hoa. Ví dụ em sẽ gọi. Cháu ơi. Kêu gọi đi. Cha chú mua giùm cháu. Dạ rồi, được rồi. Chú mua chi vậy chú? Chú tặng vợ chú. Đây. Cảm ơn. Anh tặng mình, mình lúc nào cũng đẹp như hoa. Cảm ơn mình nha. Có gì biết không? Ở xung quanh, ở phía dưới, ở xung quanh đó đấy, có những đôi tình nhân cũng lứa tuổi mà cháu của mình ấy, người ta sẽ nhìn vào em kìa, nhìn hai cụ bà kia lạng mạn trước kia, sau này mình cũng như thế nhé. Ơi mình không thế nhé anh. Ước mơ của bạn rất lãng mạn mà trong cái ước mơ quên cái tình tiết trả tiền cho nhỏ bán bông. Mơ khỏi trả. Dễ thương. Được, tôi chịu bạn rồi đó. Được. Bạn có thích ai nói bộ đội không lãng mạn đâu. Để xem cô gái bên này thế nào. Dạ, con chào chú. Chào con. Anh bộ đội dễ thương lắm. Để coi hai người có cùng đi cứu hỏa không nha. Hôm nay tới đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, là em tới đây với em trai của em nè. Chào bé. Dạ chào chị Cát Tư. Bé thấy anh bộ đội cứu hỏa bển sao? Vui tính á. Nhưng mà ở đây vui tính, không biết về sau là sao ạ. Nhưng giữa tâm lý đàn ông nhau chịu qua này chưa? Đi chơi hợp không? Cái đó chưa biết được, cái đó để xem lại đã. Có thể làm anh rể mình được không? Cái đó em chưa biết. Trời ơi, khó vậy. Cô có vẻ khó, có bồ chưa? Chưa. Bữa nào lên đây nha. Rồi, bạn có đi với ai không? Dạ có em họ của em ạ. Em họ. Biết em này khó tính hay dễ tính ạ? Chị Cát Tường cho anh Quỳnh Linh ạ. Em thấy chị bên đây rất là dễ thương mà rất là hợp với anh ạ. Em thấy em trai của chị này sao? Em thấy em của chị thì hơi khó ạ. Hai người ngồi ở đây được không? Dạ. Nếu hai người ngồi ở đây em bấm nút không? Dạ, chắc là em không, tại bạn khó quá. Khó quá. Dạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Nãy giờ mọi người xung quanh cảm nhận vậy thôi, nhưng điều quan trọng là hai bạn có cảm nhận được không? Hy vọng là chú bộ đội gặp cô giáo bên kia ha. Nào, chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho chú bộ đội và cô giáo bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Dạ. Được mặt tặng em bông hoa. Hoa đó mua là có trả tiền. Dạ. Còn cái trong giấc mơ mới là chưa trả tiền. Lúc đầu anh đăng ký, anh bảo anh thích cái cô gái có răng khỉnh. Thấy em có răng khỉnh rồi anh thấy là được 60%. Còn sau này thì phần trăm kia là để anh chấm sau. Hỏi bạn ấy đăng ký thích bạn gái răng khỉnh. Ban tổ chức tính tặng cho bạn ấy một cô gái răng khểnh đều hết luôn. Nãy giờ thì em cũng nghe anh chia sẻ cũng khá là nhiều thứ rồi. Thì em muốn hỏi anh một số cái là anh quan niệm thế nào về vấn đề gia trưởng của một người đàn ông. Tại vì anh ở người miền Trung đó, là giống như cái anh hồi nãy đó. Anh thì không gia trưởng lắm. Anh có thể làm việc nhà, có thể là anh cũng biết nấu ăn. Anh cũng giặt đồ. Đâu anh mà. Hiểu không? Nên là vợ là giáo viên, ví dụ em là vợ của anh thì có thể là bẩn giáo án, chấm bài, sổ sách khác. Không. Nhưng lúc em tưởng tượng cái sát thực tế không phải là dạng xẹt chị ạ. Đúng rồi, đó là thực tế đó. Thế thì bạn. Anh có thể là phù với em để hai vợ chồng có thể là thời gian rảnh. Tụi tí. Nhưng mà bộ đội thì thường hay nguyên tắc lắm. Nhiều khi nguyên tắc lắm luôn á. Không, cái là tùy người em. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn. Dạ. Bộ đội phải có người này người khác thôi. Nhủ tính em nghe, thế làm khó chịu như vậy anh sẽ làm sao? Thì anh thấy những người mà say rượu thì người ta nói say chứng tỏ là chưa say. Em nói ngang chứng chưa chắc thì em gì đã ngang. Sau chương trình này thì có thể là mình ta cho nhau cơ hội để hiểu biết cái ngang vướng của em thế nào. Để tức là tìm hiểu thêm đúng không? Không sao, bạn ấy bộ đội rèn luyện được. Dạ. Nếu như mà bạn gái trong tương lai của anh có học vấn cao anh chẳng hạn, thì anh suy nghĩ sao về vấn đề này?
thì quan trọng là người vợ thôi. Nếu người ta biết dung hòa cái đó thì anh nghĩ là ai học cao học cao thì không quan trọng vấn đề đó. Ví dụ lúc bây giờ là lúc mà yêu nhau không sao, nhưng mà lúc mà lấy nhau về tự nhiên cái bản tính bộc lộ ra là sao? Thì anh vẫn thích nhất một câu nói là chồng dần thì vợ bớt lời, cơm đun nhỏ lửa một đời không khê. Đúng rồi, mỗi đội hả? Nãy bà hỏi câu này, đàn ông á là đôi khi sợ phụ nữ là học cao hơn mình, đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nghĩ rằng với bộ đội thì cho dù học có yếu hơn bạn, nhưng tôi nghĩ rằng bản lĩnh sẽ cao hơn bạn, đúng không chứ bộ đội? Đúng. Bắt tay cái. Bắt tay. Vô tình cảm cái đi rồi mất dạ. Em phản nhận với anh thế nào? Dạ thì em thấy anh cũng dễ thương, suy nghĩ thì cũng khá là chín chắn. Như là được rèn luyện trong một môi trường rèn luyện nghiêm ngặt như vậy á, thì cũng có cái kỷ luật cũng khá là cao. Dạ, còn cái vấn đề mà trực đêm rồi gì đó thì cái vấn đề đó là cũng đi đúng không? À, trực đêm thì anh thỉnh thoảng mới trực thôi. Chứ không phải là lúc nào anh trực cả. Dạ. Rồi. Vậy em muốn hỏi anh câu nữa được không? Câu nữa thôi. Với anh thì cái gì là quý giá nhất? Anh thấy là gia đình quan trọng. Gia đình là quan trọng nhất. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không. Giữa chú bộ đội, phòng cháy, chữa cháy và một cô giáo viên cấp 3. 3, 2, 1. Hết thời gian. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì là em cũng không hiểu đó. Tại vì là em có một cái cảm giác gì đó là em không thể bấm bây giờ được. Anh nghĩ rằng là có thể ngoài đời các bạn sẽ có điều kiện để làm bạn với nhau. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ tiến tới cái gì đường xa hơn nữa. Trước khi lên chương trình thì em nếu được á thì hai người bấm nút. Mà em không đặt nặng vấn đề là bắt buộc phải cô gái bên kia phải bấm nút. Là em thích là em bấm một cơ hội. Đúng không? Thôi dù sao nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Thay mặt chị em xem suy nghĩ thì hợp điểm hợp á, thì có nhiều cái lắm. Như là sao ngày tháng này thì năm sinh tất cả được, không hợp hết mà yêu nhau, rất là yêu nhau, yêu dữ dội luôn. Cái đó thì phải còn phải suy nghĩ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Đức Bổng, em 26 tuổi. Bạn làm nghề gì? Làm kỹ thuật viên gây mê. Gây mê hả? Dạ. Rồi để xem mà có gây mê được ai không nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chị em chào chị ạ. Rồi chào em. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Linh và bạn trai ở bên sau rèm và cùng toàn thể các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thương, năm nay em 22 tuổi. Em quê ở Đắk Lắk và hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Hà Tĩnh. Bao lâu về Hà Tĩnh một lần? Bình thường thì em một năm em về một lần ạ. Một ngày lễ Tết nữa là em mới về được. Rồi lấy vợ thì ở đây luôn hay về Hà Tĩnh? Dạ chắc chắn là ở đây rồi anh. Ở em lập nghiệp ở đây mà. Lập nghiệp ở đây luôn hả? Dạ. Đó, đây muốn lập nghiệp đó. Bạn Đắk Lắk thấy thế nào? Dạ thật sự thì đây có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì quê gốc của em là ở Hà Tĩnh. Dạ. Còn ba mẹ em sinh ra ở Hà Tĩnh và em thì sinh ra ở Đắk Lắk. Ồ, ở huyện mô ở Hà Tĩnh. Hương Khê ạ. Đi mỗi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Lam, nhớ biển rộng mà quê ta. Chưa đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông lá, nhớ biển rộng ở quê ta. Dạ em tương đối ạ. Em thương một đoạn thôi. Ngoài ca hát thì mình có những cái sở trường gì nữa không? Em cũng thích nhảy nhưng mà thật sự là em chưa có tập nhảy lần nào hết, thích thôi. Còn những cái điểm yếu của mình là gì? Nhiều lúc ngủ hay gác bạn bè. Cái gì? Ngủ á chị, em hay gác lắm ạ. Gác ai? Nhà gác lên bạn thôi á. Ủa ngủ với bạn nào? Dạ em ngủ chung với bạn, vậy bạn trong phòng á. Bạn trai hay bạn gái? Dạ tất nhiên là bạn gái rồi. Vậy nhưng mình đang ở trọ hả? Dạ ở trọ ạ. Bây giờ mình cần tuyển người để gác không? Cái đó thì chắc là sống bao nhiêu cũng phải cần. Dạ. Nếu bên kia cần thì bên này cũng hy sinh. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ ba mối tình anh. Qua ba mối tình đó bạn rút ra được kinh nghiệm là tại sao lại phải chia tay? Tại sao? Nhiều lúc mình yêu nhiều quá, mình nhiều lúc có sự quản lý hay gò bó người yêu mình. Bạn có ghen không? Ghen á? Dạ cũng tại có. Sao ghen, không tự tin hay là sao? Tại mình thích sợ một điều gì đó.
mình chỉ muốn học một mình thôi. Hơi ích kỷ. Nó là ích kỷ rồi, đâu phải yêu đâu. Bạn có sợ không bạn? Khi yêu thì người đều, tất cả mọi người đều lo ghen. Nhưng mà ghen ở cái mức độ vừa phải thôi. Bởi vì là tình cảm thì nó không có thể là nó ép buộc hay là trong một cái khuôn khổ gì cả. Tạo ra sự thoải mái cho đối phương là tốt nhất. Nếu có cuộc đời thứ tư này thì bạn có... Cũng mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Dạ. Có nới lỏng cái việc quản dạ, lý có, ra không? Có chứ. Khuyết điểm của mình là cái gì ngoài cái việc đó? Là em thường hay nóng tính. Ví dụ như giờ đi chơi với bạn gái rồi tự nhiên, ví dụ như có anh nào anh dòm bạn gái mình hay là gì đó, rồi bạn gái mình lỡ cười, xả dao cái rồi ghen quá, rồi ở ngoài đám đông là nóng tính, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Em nóng tính nhưng mà em vẫn kiềm chế được. Rồi, kỹ thuật viên gây mê phải biết kiềm chế. Tới chừng mà gây mê không kiềm chế rồi gây quá lố người ta. Nhưng mà cái lúc hồi xưa giờ mà bạn ghen nhất hay bạn nóng tính nhất là bà đã từng làm cái gì? Nhiều lúc mình giận dỗi quá mình bỏ về thôi. Được. Nhưng mình không bao giờ mà làm những hành động gì mà tổn thương đến mình gái. Bỏ bạn gái ở đó luôn hả? Kệ bỏ đó hồi lại đón sao? Đón trộm. Em thấy sao? Vậy cũng ổn lắm. Bạn thích bạn trai của mình là mẫu người như thế nào? Em thích một người bạn trai là... Nói chung là không cần đẹp trai lắm đâu. Chỉ cần nhìn có duyên, dễ thương, đặc biệt là nụ cười. Em chỉ cần nhìn thấy người ta cười mà một cách nhìn rất là tươi và rất là dễ thương thì em rất là cảm tình rồi. Em không muốn người bạn trai của em quá gia trưởng, không hút thuốc. Ủa, mình có biết hút thuốc không bạn? Dạ em không biết hút thuốc ạ. Bên đây nghĩ rằng làm bên y tế thành ra là cái giữ gìn sức khỏe cũng như là cái khoa học về trong cuộc sống thì rất là tốt. Dạ, đúng rồi. Đúng không bạn? Với một phần nữa là cái gia trưởng á, thì người miền Trung hầu như ai cũng có. Nhưng ít hay nhiều đó là cũng là một cái nét đẹp. Nét đẹp hả? Bạn muốn người phụ nữ của bạn như thế nào? Trung thủy, có chút tâm lý. Tâm lý là sao? Người hiểu mình á, người ta có thể hiểu được mình. Cái này dễ thôi, bạn cứ nói hết cái gì những gì cho suy nghĩ mình cho bạn đời biết thì chắc chắn hiểu thôi. Này cũng đơn giản mà. Dạ, đúng. Rồi còn yêu cầu gì nữa? Bao đẹp anh. Em nói vui thôi. Vui thôi, chắc chắn là đẹp đó, phải đẹp đó. Nói chung là mình nhìn cảm thấy mình có cảm tình và cảm xúc là được. Có bao đẹp không mà đòi người ta bao đẹp? Bên đây bao đẹp luôn. Trước khi lấy nhau coi tuổi nào, coi bói ngày cưới này này kia không? Còn tùy vào cái tình cảm. Thí dụ giờ tình cảm yêu nhau quyết liệt luôn, yêu đến lúc là phải cưới, nhưng khi xem xong thấy hai tuổi không hợp thì sao? Thì em xem suy nghĩ thì hợp điểm hợp ấy, thì có nhiều cái lắm. Như là sao này, ngày tháng này, thì năm sinh tất cả được không hợp hết mà yêu nhau rất là yêu nhau, yêu nhau dữ dội luôn. Cái đó thì phải còn phải suy nghĩ. Thí dụ yêu quá bạn đành bỏ bạn gái bạn bởi vì một cái điều là chúng ta không hợp, hợp tuổi, hợp phong thủy. Mình có tin nhưng mà tùy vào cái tình cảm mình thôi, mình cảm thấy đủ lớn rồi thì mình có thể đến với nhau thôi, chứ cái đó mình không thể mà bỏ rơi người ta như vậy được. Bạn trai bạn hợp với tuổi gì? Dạ em hợp với tuổi tuổi gà. Em tuổi gì? Dạ em tuổi gà. Đâu? Bên đây tuổi gà rồi nè. Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Thì em muốn người bạn trai em là cao khoảng trên 1m6, 1m7. Bên đây là gia trưởng rồi đó, mà còn tự hào về cái gia trưởng đó nữa. Em cũng có nguồn gốc là ở Hà Tĩnh á, nên em cũng biết được một số phong tục cũng như là cái cách suy nghĩ của người ở vùng đó. Cái tính gia trưởng á, thì thật sự thì người con trai nào cũng có thôi, nhưng mà quan trọng là ít hay nhiều thôi ạ. Nếu mà ở mức độ vừa phải thì mình có thể chấp nhận được. Hôm nay bạn đến đây với ai? Có người? Dạ em đến chung với một người bạn thân của em từ cấp 2 đến giờ. Dạ em chào chị, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả các bạn. Em thấy anh và anh sao? Dạ thấy ảnh cũng phong độ lắm ạ. Nghe dụ như gia trưởng có thấy ghét? Gia trưởng thì không thích lắm, nhưng mà ở mức độ bình thường kiềm chế được thì chấp nhận được. Mà em nhắm thấy cơ bản là hai người này có hợp nhau không? Về tính cách, về ngoại hình. Ừ. Còn hai bạn con khi nào mở rèm lên thì quyết định thì tùy thuộc vào ở hai người. Bạn nam bạn có đi với ai không? Hôm nay do là ở bệnh viện đang kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở Y tế nên là không có đi. Kiểm tra mà bỏ đi đây ha. Em ra trực không qua em trực thức qua trực rồi đúng không? Để tôi xem coi bạn nữ ở đây thế nào. Bạn nữ này. Dạ em chào anh ạ. Chào bạn. Dạ. Bạn trai bên kia là dư sức, những cái điều mà bạn đưa ra thì hợp lý hết rồi. Dạ. Ở đây có một chút mà hai bạn phải bàn, đó là chuyện gia trưởng và bạn tính vào tính tuổi quá nữa. Là tuổi tác này kia. Tôi chỉ ngại vì đó thôi. Mình có tin dị đoan không? Có coi tuổi cái gì không? Thật sự thì em cũng không có theo tuổi coi tuổi lắm đâu ạ. Em nghĩ là nhiều lúc là do duyên số, vậy là quan trọng là tình cảm nữa. Chứ cái vấn đề mà tuổi tác thì nhiều lúc em thấy nhiều trường hợp á,
hợp tuổi, hợp đủ thứ luôn. Nhưng mà về thì vẫn... Vẫn bỏ nhau như thường. Vẫn bỏ nhau như thường. Đúng rồi. Dạ. Rồi, để chị hỏi thử coi sao. Trưởng. Không, nhìn mặt là biết gia trưởng rồi. Mặt thấy gia trưởng rồi. Hiền thấy mồ mà chị. Hiền thấy mồ đó mà, hiền thấy mồ. Mấy người gia trưởng hay giữ tiền, phát tiền chợ cho vợ mỗi ngày lắm. Không có đâu chị ơi. Em giữ là em tiêu hết à. Vậy đám cưới là tiền ai giữ? Tất nhiên là về vợ. Chắc không? Chắc. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 72. 72, dạ. Được. Ổn, ổn. Rất là ổn. Ổn, rồi, được, chuẩn bị được. Mình gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn. Có gì thắc mắc cứ hỏi thêm ha. Cơ bản là ổn á. Dạ. À. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào. Một phần quà này. Rồi, em cảm ơn ạ. Sau khi đến chương trình này thì em cũng có câu hỏi muốn hỏi cho anh á. Rồi. Là anh nhìn nhận một người con gái á, mà xăm hình á, thì anh thấy như thế nào? Một người con gái thời đại thì mình có thể ăn mặc, cái gu ăn mặc nó theo thời đại cũng được. Nhưng mà cái xăm hình thì mình nghĩ là không nên. Không nên hả anh? À, đúng rồi. Đừng gạt ta nghe, đừng nói mà sao lớp áo này là xăm từa lưa ở trong. Dạ nha. Không có đâu chị. Dạ không có ạ. Thật sự thì theo em nghĩ á, thì cái việc xăm hình á, bây giờ thì nó khá là phổ biến rồi. Bởi vì nhìn vào cái hình xăm không thể nào mà đánh giá một con người được, đúng không anh? Đúng. Bởi vì giờ xăm hình cũng là một nghệ thuật rồi. Theo em thôi thì em thấy chuyện đó là chuyện bình thường. À. Dạ. Bởi vì xã hội mình thì nó chưa bắt kịp cái phương Tây được. Bên kia có người ta có thể là bình thường, nhưng mà mình thì nó chưa có thể coi là bình thường được. À. Nhưng mà nếu em suy nghĩ mà cái cá tính mà cái suy nghĩ của em như vậy á thì mình phải tôn trọng thôi. Tôn trọng mà thấy mặt căng dễ sợ luôn nè, trao đổi thôi. Bạn nam rất là khó tính á. Khó tính lắm. Còn em thì rất là dễ tính và rất là thoáng. Mấy cái vấn đề đó thì em hơi bị thoáng. Anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu thì cần sự trung thủy. Và anh thì không thích con gái đa tình lắm. Anh mong muốn cái người bạn gái của mình á có cái tính cách nào nhất á? Vui vẻ. Vui vẻ. Đúng rồi. Dạ. Em sẽ ở trong này chứ. Ở trong này hay dạ. Là việc về... Bởi vì công việc của em nó gắn liền ở đây rồi. Ủa, anh ở chỗ đó nào ạ? À? Anh ở gần dưới chỗ chợ Thủ Đức. À. Nếu mà có dịp thì mời anh em lên nhà anh chơi. Anh sẽ nấu ăn cho em. Tốt nhất là đừng ở bên mẹ nha anh. À. Còn tuy... Mặt này khi nguy hiểm lắm. Ra hết thời gian. Như vậy cũng đã đủ để cảm nhận về nhau rồi. Các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Hai bạn đã đồng ý ấn nút hẹn hò. Chúc mừng. Chúng tôi sẽ gửi bạn các vé xem phim của chương trình. Hy vọng ta sẽ có không gian lãng mạn để tiếp tục trò chuyện và tìm hiểu kỹ hơn nữa. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Xin cảm ơn chương trình ạ. Em quên lời rồi. Dạ em tên là Hà Thái Sơn, thì hiện nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng liên quan tới giấy tờ trong ủy ban. À, làm dạ. Trong ủy ban. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dễ thương quá. Xin chào chị Cát Tường thân thiện dễ thương. Kính chào chú Huyền Linh Lung Linh. Chú Huyền Linh Lung Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Truyền, năm nay 24 tuổi, đang là giáo viên tiếng Anh ở trường Anh ngữ Việt Mỹ. Chú Huyền Linh chào con. Truyền là mình dạy ở lứa tuổi nào? Nói chung là tất cả các mức độ, kể cả giao tiếp. À, cấp độ cao cao cỡ anh Huyền Linh là em có nhận không? À, em rất là sẵn sàng để mà dạy cho chú Huyền Linh. Chú Quyền Linh là thực ra là tên Huyền Linh. Đúng rồi. Nhưng mà sao nhỉ? Giọng sao mà nó ngọt. Giọng dễ thương quá. Nhưng mà em thích chú Hoa Linh hơn, tại vì tại vì chú Hoa Linh là người miền Trung, mà chú là có nhiều đóng góp cho chương trình và các nghệ sĩ. Nhưng mà chú Huyền Linh cũng là một trong những người Huyền Linh cũng là một trong những người mà có công với có công với ai? Có công với là tất cả các cái chương trình hiện tại là đang ở trên Việt Nam đang rất là hot. Người đó ấn tượng rồi nha. Bạn nghe cái giọng nói này bạn cảm giác sao? Khá là ngọt ngào. Ngọt, dễ thương đúng không? Dạ.
Em thì nhà em cũng gần đủ hết rồi. Có nghĩa là bố em Thái Bình mà em Hà Tây. Em sinh ra Tây Ninh, lớn lên thành phố. Còn anh là ở Vĩnh Long và thiếu miền Trung. Giờ lấy vợ ở Huế. Dạ cũng chắc cũng được. Huế là ngọt em, lắm. Em nói là anh ơi. Để hai bên nói chuyện đi, hai bên nói chuyện đi. Chắc cái này tí nó khỏi kéo rèm luôn, anh nói qua luôn. Nói xuyên qua bức màn nói chuyện đi, bắt đầu 2, 3. Anh sinh ra ở đâu? Bố mẹ mình là gốc Bắc nhưng mình sinh ra và lớn lên trong này. Có thể là coi là người trong này luôn. À dạ. Tiếp đi em. Tiếp đi. Dạ thôi bây giờ nhận lời cho MC ạ. Tại sao bạn chưa có bạn trai phải nhờ đến chương trình? Dạ em biết câu đó thì lúc nào lên em cũng sẽ được hỏi. Dạ. Thứ nhất là do môi trường làm việc toàn là học sinh không à. Mà con trai thì cũng không có có. Mà thứ hai là tại vì em đi dạy cái giờ khác của người khác. Người ta gọi là cái giờ hoàng đạo quá. Thì cái giờ em ở nhà thì họ đi làm. Còn cuối tuần em đi làm thì họ ở nhà. Cho nên hai người hai thái cực không bao giờ gặp nhau. Mà học sinh lúc nào nói cô tao perfect lắm. Mọi thứ perfect. Perfect. Mà chỉ có một cái là lẽ mình quét chân quá. Cho nên cô tao mới phèo như vậy đấy. Giờ nghe tới bữa kia. Thế đó là lý do vì sao mà em ế. Bên kia lên tiếng đi chứ để em thôi. Dạ. Có trải qua mối tình nào mà sâu đậm chưa? Có phải là hồi năm cấp 2. Yêu sớm vậy? Hay là xưa không hiểu sao theo người ta cũng 4 năm được. Cấp 2 mà theo 4 năm luôn. Quen từ lớp mấy tới lớp mấy? Dạ thì học chung năm lớp 6 chị. Quen tới lớp 9 chia tay. Quá dữ luôn. Nay gặp cặp này dữ à. Ủa đó giờ Truyền có mối tình nào chưa? Em có quen một mối tình mà anh đó nói là hứa là ra trường là đi hỏi. Mà ra trường đi hỏi bạn khác. Kỳ đấy. Không, em nói thật, em lên đây là em thật sự là rất là muốn tìm được một nửa của mình. Và muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Rất là đơn giản là giọng ba em. Ba em ba em cao 1m72. Thì có nghĩa là người yêu em sẽ cao trên 1m7. Thì ok. Giá cũng không cần đen lắm. Không cần đen. Rất rất là mọi người nói là trong cuộc sống cái gì nó cũng sẽ có một cái quy luật là bù trừ. Nhỏ thì người yêu phải cao to mập mạp để mà hỗ trợ cho mình chứ. Người yêu mà nhỏ nhỏ rõ rõ như mình thì làm ăn được cái gì? Không biết bạn sao cho tôi khoái bằng này nha. Qua coi anh. Muốn qua coi liền luôn á. Cao to dễ thương. Em cho chú ai chào. Bây giờ anh hay là chú, con hay là em, một cái một thôi. Dạ em chào chú Hoàng Linh. Con chào chú Hoàng Linh. À. Tiếp nha. Tiếp. Bạn đó là thì nói chung là có một công việc ổn định là được rồi. Cũng không là cân đo đong đếm gì. Bạn đó là nghèo hay giàu. Cô này càng nói tôi thấy càng lạ. Em thích người đó là phải trung thủy. Không lăng nhăng, không ga lăng. Không thích ga lăng. Đúng rồi ạ. Ga lăng vừa thôi. Ga lăng nhiều quá thì đi theo người khác mất. Còn không thích thì mình nghĩ là nói rồi quên. Rồi bạn Nam. Ngoại hình thì chỉ cần vừa người. Đừng có gầy quá nhìn không có sức sống. Tính cách thì là vui vẻ hòa đồng. Bạn kia quá vui à. Rồi biết nước công gia chánh một tí xíu cũng được. Không thích là những người bạn mà thô lỗ, có hình xăm, tóc màu quá sáng. Đầy gái Huế mà làm gì có nhuộm tóc rồi xăm mình. Trời ơi làm gì có, yên tâm. Có không chị? Không. Chị kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra cái ngoại thất thôi. Nhiều người nói là bên ngoài quần áo tà tơi nhưng bên trong là nội thất phủ phê đầy đủ nó nên là bây giờ bạn em có không thích cái điểm gì ở người đàn ông không nè, qua coi nè. Em không thích là đâu hỏi lóng nhiều gì vậy. Thôi đụng chạm rồi, đụng chạm rồi. Còn ngoài ra được hết phải không? Đơn giản. Trời sao đầu không có tóc. Có nhưng mà nó hơi thưa tí xíu thôi. Chỗ có chỗ không. Lông. Chỗ không chỗ có. Chỗ có. Thật sự bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng có một tí gì đó gọi là có vốn. Có vốn. Dạ. Lấy vợ về mình sợ ở đâu?
nếu được thì bà làm dâu nhà em. Trong nhà đông người không? Chỉ có hai chị em thì lập gia đình rồi. Trời ơi, hai hộ rồi mất công lắm. Không sao, nhà rộng chị, mỗi người một phòng đâu dính dáng với nhau đâu. Đủ là làm những gì mà bên kia không biết. Là làm gì? Làm gì bên kia không biết? Cái đó từ từ chị sẽ biết. Ví dụ như bây giờ yêu nhau nào quyết định lấy nào, mà giờ cô này cô muốn ra riêng thì có ra riêng được không? Có thể là được. Có thể được, vậy được rồi, có tiềm năng. Đồ như hai người gặp nhau quá. Làm dâu không? Răng được à? Răng được. Gái Huệ má, truyền nhỏ. Bạn trai có đi chung với người thân không? Dạ có anh. Dạ bạn em. Rồi, rồi chào bạn. Bạn đánh giá cô gái ngồi trước mặt bạn như thế nào? Cũng dễ thương, cũng hiền lành. Không biết sơn sao chứ em là em rất thích rồi đó. Bạn ấy bên kia, con có đi với ai không con? Cho con hỏi à, em con ạ. Em con, em con đâu? Dạ thì em thấy anh ấy, anh cũng dễ thương mà anh cũng dễ chiều. À, em nghĩ là chị mà cưới anh này về là chị cười suốt ngày luôn ấy, cười mà rụng rúng luôn. Nhìn anh rất là hòa đồng, dễ thương, thì em rất thích anh này. Em anh ngồi về à? Với em nhớ. Em thích thật không? Dạ thích. Em thích thật lên anh ngồi luôn. Thôi để hai người nói chuyện với nhau mới hay nè. Em chưa muốn nói chuyện. Hả? Em còn một tiết mục để tặng khán giả. Tại vì khán giả là đội mưa đội gió đến đây. Mà anh này muốn coi luôn sao? Dạ chưa, từ từ. Cái gì có bình tĩnh không? Người ta nói cái gì cũng phải từ từ. Ăn cũng từ từ, đi cũng từ từ, và ngủ cũng từ từ. Thì em xin gửi đến quý vị và các bạn một bài hát. Lần yên cân gát, lần yên vườn trang, lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng. Ánh mắt bên ô cửa sổ cứ thao thức mong chờ cơn gió lạ. Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn chỉ vì có nhớ người, một cảm giác rất trong vắng đến hiu quạnh. Em quên lời rồi. Quả thật là ấn tượng. Sao anh son son không chịu là có người khác chịu đó nha. Bái phục à. Sao? À, gặp bên ấy chưa? Nếu có thời gian nhiều thì nó tiếp, mà không thì nhìn mặt nhau. Nhìn mặt nhau nữa. Kéo màn lên. Phải hỏi coi cho phép chưa mới dám kéo màn. Nói đi. Nói gì đi. Em chỉ thấy chữ Huyền Linh thôi. Chú đó giống chú vậy đó. Đi trang chú vậy đó, được không? Có gì bí hiểm đâu lên nghe vậy anh. Lạ lắm nè. Không nghe tao nói cái gì xảy ra sau lưng em. Lè lưỡi hoài. Đó, hai người gặp đi. Chào bạn. Thì có hai tặng bạn. Trời, đứng không? Cảm ơn. Đã có gì muốn hỏi mình không? Anh hỏi trước đi. Nãy nó lành lắm mà giờ gặp trai mất cỡ. Anh cho mình hỏi là bạn thích đi du lịch không? À... anh thích đi xem phim. Thì mục đích của mình là không biết tí nữa cái vé xem phim có được áp dụng liền không, nhưng mà mình em mua hai vé ở nhà em đi với chị em rồi. Vậy mình dùng bữa sau. Anh làm gì vậy? Em có thuốc cho anh bận viên uống trước đi. Mình đang toán cặp này ghê á. Lá nhá. Không, tại vì cháu hay dạy học sinh á, mà hay cười à. Cười nhiều lắm. Chú khen á, chứ không phải là chị chơi đâu nha. Sao kêu uống thuốc? Chú uống. Hai cháu uống, tiếp tục đi hai người. À, vừa nãy thì mình có nói về cái vấn đề làm dâu á, thì bạn nghĩ như thế nào? Gia đình đông vui thì em rất là thích. Chắc chắn luôn, gia đình mình rất là đông. Có ăn cay không? Ăn ngày nào cũng có ở khế đó. Không ăn được cay. Em của em ăn cay không có được. Mà ở với em chập riết cũng phải ăn à. Nhập giá tùy tục mà đúng không?
Cái này giống như em đi ở rã quá vậy, nhập gia thi thông. Không, nói chung thì thôi anh hỏi tiếp đi. Thôi, được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Bây giờ chúng ta suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện mà có thổn thức trái tim hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Mình nắm tay nhau một cái đi. Không, anh đâu có đòi quà đâu. Ủa nhịp vậy chứ vậy. Nắm tay cảm giác hay sao? Ấm. Tại em đang bị ổn cho nên người em nóng. Đây, gửi tặng các bạn một cặp vé xem phim. Dạ, cảm ơn chân chân ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Vé xem phim này đi coi luôn được rồi đó. Xin cảm ơn ạ. Bạn biết nước đó để làm gì không? Dạ. Nước thảo dược để làm. Chắc thơm miệng à. Thơm miệng để làm. Đi dài. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận. Em sợ tay đẹp lắm. Hiền với lại đảm đà. Rồi mình sống tình yêu mình cứ lại mà. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Rất dễ thương. Hả mang xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Rồi, em chào đi. Anh Quyền Linh. Dạ, em là Trịnh Thùy Trinh. Em sinh năm 85, năm nay em 30 tuổi. Đang là nhân viên văn phòng của công ty Microsoft, bộ phận điện thoại di động. Rồi. Và bạn trai. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là tên là Tuấn vậy. Gì Tuấn mà? Dạ, anh Tuấn vậy. Anh Tuấn, làm nghề gì? Là mình bán đậu đồ anh, đậu nành rồi đậu đen rồi cà chua đồ cà phê đồ anh. Tức là trên cái xe á hả bạn? Dạ đúng hả? Rồi đúng rồi. À tức là có xe à, vừa lái xe vừa bán luôn. Dạ đúng rồi. Có ai phụ không? Dạ không. À Trinh giới thiệu về mình một chút xíu đi. Tính cách của em thì rất là đan xen, vừa hiện đại và vừa cổ điển. Ưu điểm của em là có thể nấu ăn. Đối với một số bạn bè nam á, mà khi mà nhận xét về mình á, đó là em biết quá nhiều mà, nên biết quá nhiều quá trai nó sợ. Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ có 2, từ thời sinh viên lâu rồi. Từ hồi sinh viên là hồi mới 20 á, mà bây giờ 30 rồi, 10 năm không có bồ. Em vẫn mở lòng ra, vẫn tiếp nhận nhưng mà không có người phù hợp. Thật sự là muốn lấy chồng chưa? Muốn lắm rồi đó chị. Muốn lắm rồi. Bên kia bạn kia trải qua 2 mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình? Dạ em thì không có nhớ lắm. Không nhớ tức là nhiều lắm hả? Nhiều quá hả bạn? Có một cái gì cảm xúc mà bất chợt nó chạy đến thì em sẽ nhớ. Chẳng hạn như em nghe một cái bài hát gì đó. Bạn nói thể nó cụ thể, thí dụ như giờ nè. Hồi xưa giờ bạn đó hôn bao nhiêu cô gái rồi? Hôn má thì chắc được 2 người. Hôn môi mấy người? Có 1 người à, là con trai vậy đi bán rau củ quả gì bạn có ngại không? Ngày nghề mình kiếm sống mà, có gì đâu mà ngại. Bạn làm công việc đó lâu chưa? Dạ thì cũng làm cách đây cũng được mấy năm rồi chị. Mấy năm rồi. Ngoài ra có làm gì thêm nữa không hay là chỉ đi bán mua đi bán vậy thôi? Dạ thì em cũng có dự định, mình cũng có sẵn có đất sẵn đó anh. Rồi mình cũng làm, mình kiếm tiền để mình xây, mình cho thuê phòng trọ đó. À thuê phòng trọ. Dạ. À có nghĩa là có đất sẵn rồi phải không? Dạ dạ dạ. Quê bạn ở đâu? Dạ em là người Sài Gòn, ở Bình Thạnh. Bây giờ ở nhà là ở với mấy người? Dạ chỉ có em với lại mẹ. 2 mẹ con bây giờ nhà cũng rất cần người phụ nữ. Bạn muốn tìm một người như thế nào? Xinh đẹp như chị Cát Tường rồi được rồi. Hiền với lại đảm đang rồi. Em không thích phụ nữ nóng tính. Tại vì mình nóng tính cái nó dễ phá hủy mọi thứ lắm. Em có nóng tính không? Dạ không. Em thì thích mẫu người cao và to. Nhưng mà không cần đẹp trai. Em sợ trai đẹp lắm. Sao vậy? Chị thích trai đẹp lắm. Tại vì mấy mối tình trước em đẹp lắm mà không thành nên rút kinh nghiệm. Chỉ bình thường cỡ anh Quyền Linh là được rồi. Hèn chi ở mình. Chị đây mà chị còn không dám đu theo anh Quyền Linh nữa. Mà em ra anh Quyền Linh mà em cỡ anh Quyền Linh mà em mới bình thường thôi à. Mình có cái điểm nào không thích ở người đàn ông? Chào anh, thần tượng của em. Chào bà. Em thích có râu giống anh Quyền Linh vậy đó. Thích có râu? Men à. Chưa chắc à. Thích ốm quá, tại nhìn nhỏ con giống như em của em vậy đó. Nhưng mà ví dụ anh này, anh đi bán thì nếu yêu nhau về có phụ đi bán cho anh được không? Sắp xếp sao vậy, làm mình đi bán chung. Bán chung luôn ha.
Cũng được ha. Không, nhỏ nhỏ con rồi rồi cũng dễ thương lắm. Không, em thích bụng. Hả? Em thích to con. To con hả? To con để làm cái gì? Ôm. Ôm nhỏ cũng được, ôm được vậy? Ôm bự sướng hơn. Ôm bự sướng hơn à? Lạ quá. Ráng về nuôi dài thôi, dài tháng là bự à. Tóm lại là cô cứ thích to vậy. Rồi, không dạ, to chị. Đâu đứng lên dòng, tướng dòng đó. Thôi rồi, là làm sao? Dạ cái đó để em xong thôi, để em xử cho. Em xử được. Dạ được. Nhưng mà giờ chị hỏi thiệt nè, ngoài cái nghề buôn bán vòng vòng ngoài đường vậy đó là còn cái công việc gì khác nữa không? Trong hồ sơ đăng ký á là em ghi là em có thể làm tổ chức tour du lịch. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Sao nãy giờ tôi hỏi quá trời không khai? Dạ cái đó là nghề tay trái của em thôi. Sao cảm giác không có niềm tin vô cái người này nha. Dạ. Đây là mai mối nghiêm túc đàng hoàng nha. Dạ. Chắc không? Dạ chắc mà vậy. Vậy sau lúc mà bạn lên bạn đăng ký chương trình này, bạn ghi nghề chính của bạn là tổ chức tour du lịch, bạn đâu có nói gì tới cái vụ bán trái cây, nay lên đây tự nhiên lòi ra bán trái cây là tại vì cái đó thì lâu lâu thì mấy bạn có đăng ký tour du lịch rồi chị, giống như là tour đi bụi thôi chị, chứ không phải là giống như du lịch làm ở công ty. Vậy sau cái hồi đăng ký trong chương trình là họ không ghi là nghề chính bán trái cây mà ghi nghề chính là tour du lịch, tính khè người ta hả? Dạ đâu có. Đây nè, chị nói tại sao như vậy? Dạ. Tại vì em ghi trong cái hồ sơ em đăng ký á là em nghề chính em là tổ chức tour du lịch. Cái cô bên này á, cổ ghi trong cái hồ sơ của cổ là cổ thích cái người tổ chức tour du lịch, cho nên chương trình mới mai mối hai người với nhau. Đùng cái lên đây em bán trái cây, cô này cổ đâu có thích bán trái cây, coi như là mai mối trật rồi, đúng không? Dạ, mình dạ. Chính là cái nào thì mình phải ghi cái đó chứ. Dạ đúng rồi chị, mà nghề chính của em cái kia chị. Còn... cái kia là cái nào? Dạ thì bán hàng á chị. Bán hàng mà nhờ trong hồ sơ em ghi là ghi cái gì? Dạ thì em ghi thôi thì đồng chí này không được rồi. Dạ. Không việc rồi phong không việc. Có gì đâu, mình mua bán bình thường mà, đúng không? Dạ, dạ. Thì bình thường sao gì? Bình thường không chịu ghi ai vô. Mình yêu thôi chứ, không yêu thôi chứ. Tại nhiều khi dạ. Trong hồ sơ có mấy cô nào thích mấy anh bán trái cây thì sao? Cô này cô thích người tổ chức tour du lịch, cô đâu thích anh bán trái cây đâu. Trong khi có một cái cô đang theo dõi chương trình này, cô chờ bữa giờ cô thích cái anh bán trái cây, cô không được lên đây cũng ngồi. À, em đi đến đây với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Chào hai MC với toàn thể các khán giả có mặt trong trường quay. Chào em luôn. Đánh giá em của em á, thế anh này là ok, năng động, cũng có một chút khiếu hài hước. Hy vọng là chị Trinh sẽ kiếm được một người bạn trai để có chồng luôn. Còn cái vụ mà nãy giờ mà tranh luận cái vụ mà nghề nghiệp, cái đó em không quan trọng chị, công việc nào cũng vậy. Rồi còn bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn. Rồi chị có hỏi về vấn đề cái nghề nghiệp á, thì em nghĩ cái đó chỉ là vấn đề giấy tờ. Nhưng mà anh dám đối diện, mình phải suy nghĩ lại trước cả một đài truyền hình, khán giả mà anh vẫn đối diện với sự thật. Anh vẫn nói, anh đâu hề giấu giếm. Đồng ý, nhưng mà vấn đề là khi mà ở đây mình tìm người mai mối á, thì nhiều khi mình tìm trật cái sở thích, cái quan điểm đi thì nó mất hay, đúng không? Nhưng mà anh có tổ chức nhưng du lịch mà. Nhưng mà anh vẫn có, vâng, anh vẫn có tổ chức du lịch. Chị, nhưng mà em thấy chị bên này như thế nào? Em cảm nhận chị bên này thì sâu sắc. Anh Tuấn là một người suy nghĩ mọi chuyện, suy xét mọi chuyện, anh mới quyết định hành động. Thì em nghĩ là có thể là phù hợp. Trời, cho bạn một cơ hội cuối cùng 2 phút để thuyết phục đổi nghề giữa du lịch sang bán trái cây. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn. 2 phút bắt đầu. Ưu tiên cho phụ nữ. Dạ, chào anh. Anh ở Bình Thạnh, là công việc của anh là đi để cái xe trái cây đó trong khu vực Bình Thạnh hay có qua khu vực khác không? Dạ có rồi. Dạ thường có, anh đừng có dạ, em ngại lắm. Ngoài cái đó ra thì anh thích kinh doanh, đi du lịch bụi, về nghệ thuật sáng tạo rồi. Rồi thích làm bếp. Có thể nấu ăn chứ? À, cái đó thì được. Dạ, anh nghĩ mình có phải là người gia trưởng không? Dù anh không thích gì, anh cũng tôn trọng tự do của em, không áp đặt hay gì bất cứ điều gì hết. Cái nhìn đầu tiên về em như thế nào? Một cô gái duyên dáng, fashion. Người ta nói phụ nữ đẹp là nhờ bãi vóc, mặt đẹp nhờ make up. Nữa rớt mắt cúp xuống còn 2 điểm liệt, chịu không? Đòi thì đó. Mấy nước cũng chèo mà. Anh không có tin vào tình yêu à? À cũng có. Nếu em tin vào sao em hỏi những câu đó? Không, tại vì người ta nói đàn ông thì yêu bằng mắt mà. Đúng, nhiều khi anh nhìn vào em anh nói ồ đẹp quá, fashion quá. Nhưng mà lúc nào đó khi mà đến nhà đi, chưa kịp make up, chưa làm gì hết, thấy đẹp quá phải nói anh trước nói chứ. Em là fashion, tức là em mặc đồ rất là đẹp. Cái đồng của em mặc á, trắng đen xuống dưới đó màu đỏ. Đừng xuống nữa, đừng xuống nữa, đừng xuống nữa. Em thích đi du lịch không? Dạ có. Em thích đi đâu? Thích đi du lịch bụi dạng phượt. Khi mà kết hôn thì anh ở riêng hay là ở chung với bố mẹ? Anh muốn ở ngoài đảo. Không,
Em không thích làm Robinson. Không, là mình nuôi đảo, tại vì đảo nó rất là thơ mộng, rất là đẹp lắm. Sau đó mình có thể mình xây nhà, mình ở. Ra đảo sao anh bán trái cây được? Thì anh bỏ trái cây, anh cùng em ra đảo sống. Giờ mình sống tình yêu mình rất là đẹp mà. Không, em không có lãng mạn như vậy. Bây giờ lấy nhau về, ở với mẹ sao, chăm sóc mẹ gì? Thảo thẳng vấn đề đi, nó lan man quá ngoài đảo không à. Đất bạn có là ở đâu? Cũng ở chơi Bình Thạnh luôn á chị. Sao không xây nhà lên đất ở, cứ vợ đi ra đảo làm chi trời? Mình ở chỗ khác, chỗ đó thuê, mỗi tháng mình lấy tiền thôi chị. Lấy tiền ra đảo ở? Không, lấy tiền mình bỏ ngân hàng chị. Bỏ ngân hàng mình lấy lãi, mình ra đảo mình sống. Mỗi người sẽ có một câu nữa, gọi là thuyết phục người khác, nhấn chuông. Em nghĩ sao vậy anh? Mời bạn Nam lên trước đi. Là một người chân thật, thẳng thắn. Anh nghĩ chúng mình nên bấm nút đi. Ra ngoài chúng mình sẽ có nhiều thời gian hẹn hò. Hết thời gian. Nhờ bạn ấy phát nói tôi mới biết là ở trên mặt một cái đầm trên là đen trắng, rất là đẹp, ở dưới là màu đỏ. Suy nghĩ thật kỹ nha, nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Em cần một cái người thực tế hơn. Anh này thì thực thà thì có, nhưng mà anh hơi hay dắt đi vòng vòng, em sợ đi lạc đường lắm. Mình sẽ là bạn với nhau thôi, mình cũng trao đổi những cái gì trong cuộc sống cho nó vui ha. Có thêm một người bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn anh Quyền. Cảm ơn chị các bạn. Nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí mà bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm. Giật mình lắm hả? Bí ẩn lắm. Bây giờ chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có không? Bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Tụng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 muối, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo lên để nhắc tuồng đó chị. Đó, hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Đừng khen quá, khen quá tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa, từ từ bình tĩnh, thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn có nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời, ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chạy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp? Đẹp. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi, chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em, do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi khác cách với so với người lớn. Cho nên là mỗi người mà em chọn thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Nếu vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn. Dạ ba mẹ có la, nhưng mà do là con gái cho nên cũng chiều em, bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi, nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai, mình không quen ai?
Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị, tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm hả? Bí ẩn lắm, chị có giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Hả? À, mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Đó, vậy đó, để chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu có nghe đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Hôm nay mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy. Dạ không chị. Rồi, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào? Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế sao? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. Bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc Tết mới cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nhiêu cũng được anh. Tại em là con một á cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng em ở của mình. Chỗ đó cũng được rồi, chỗ đó đất mắc lắm á. Bình Chánh nó cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy đó. Không có đông vui giống như trời ơi, mình muốn đông vui nữa. Cô này lạ hết không chị giờ. Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha, để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Kiên Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều, thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ. Thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng. Có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào, chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. Cảm ơn em. Bây giờ mình đi với có ai? Dạ hôm nay em đi với ba và mẹ em. À có ba mẹ luôn, rồi đâu ba mẹ? Dạ chào cô, chào chú. Chào MC Khắc Tường, chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ
Trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới, biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình, thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là đúng hết luôn. Xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em? Thôi. Dạ giống T.O.B thiệt. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn em. Tính em hơi con nít cho nên là anh thì cũng hơi già già nên là có thể chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh quên. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc nữa thiệt á. Cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là cái khung chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn, dễ hơn. Dạ. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì. Ba mẹ đều làm giáo viên hết. Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 á. Bác dạy lớp mấy rồi bác? Bác làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy không? Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á, nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á, nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi, còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. Sẵn cho anh hỏi liên cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà? Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ có tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn, rồi mình muốn tự kỷ gì đó mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ. Em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi rồi. Suy nghĩ như thế nào. Nhấn quyết vô, định đúng có bấm nút hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Chúng ta sẽ có thêm khoảng thời gian để xem phim, để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, mình nắm tay nhau cái đi. Hôn bạn gái cái đi. Thôi chị. Chúng ta tràn pháo tay chúc mừng hai bạn. Tôi dắt tay đi xem phim nữa các bạn. Bây giờ nghe giọng nói hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Rất là vui, tại vì nãy giờ Tường im lặng không có nói nhiều, tại im lặng để coi quan sát hai bạn nó qua nó lại, mình thấy cặp này rất là hợp, đúng không? Đúng rồi. Đẹp đôi trai tài gái sắc. Nói chung hai người cũng rất là hiền lành tính. Hiền. Nếu như được sự đồng ý của cha mẹ gọi là tư vấn thêm thì chắc các bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Đúng rồi. Chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn trai. Chào Nguyên Linh. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên Phạm Phúc Nguyên. Phúc Nguyên, làm nghề gì? Em đang công tác trong văn phòng đảng ủy. Làm lâu chưa? Cơ quan nhà nước. Dạ cũng 2013 tới giờ.
À, và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn khán giả. Rồi chào em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hạnh, năm nay em 22 tuổi, hiện nay em đang làm nhân viên marketing của công ty thực phẩm Hồng Yến. À, Hạnh tự giới thiệu mình về cái sở trường của em chẳng hạn, hay sở thích. Dạ sở trường em thì em thích hát với lại cũng thích nấu ăn. Nói chung là nấu ăn thì nấu ăn được cả ba miền luôn. Nhưng mà ăn ngon hay không là vấn đề ở người ăn. Rồi mở màn vô hát cái cho nó xôm đi. À. Dạ mấy bữa nay cũng cảm cho nên là hát cũng hơi khó, nên là hát một bài để vui vui thôi. Rồi vui vui. À, một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp, gặp hồ nước nó bị bà bị bóng, lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô. Bình thường hay hát là hát vậy không á hả? Dạ không. Bình thường thì tùy do cảm xúc nữa. Rồi, à, vậy à, những cái mặt mạnh của mình là nghe rồi, hát rồi, vậy những điểm yếu của mình là gì nè? Bình thường thì cũng có hay quên, với lại đi hẹn thì cũng có giờ dây thun một tí. Không, nữ dây thun chút xíu cũng được, đừng mà yes. Nhiều quá. Xí nhiều lắm. Thôi, cái đó không được. Ai mà chờ đợi thời gian giờ quý báu lắm em. Dạ. Phí thời gian của nhau, thời gian đó người ta đi ra biết đâu người ta kiếm được mối khác. Rồi, bạn nam nãy giờ nghe giọng nó hát của bạn nữ cảm nhận sao em? Em thấy bạn nữ hát cũng hay, giống cháu em. Làm cơ quan nhà nước như vậy thì thời gian chắc là nó cũng đúng giờ, phải đúng giờ giấc đúng không bạn? Cũng 8 tiếng giờ hành chính thôi, nhưng mà đôi lúc cũng có công việc ngoài nữa. Cũng đẹp trai thế này mà không có, không lẽ tìm không được người yêu trong cơ quan hả? À, cơ quan em thì thường là mấy cô không? Em nhỏ nhất. Sao bạn dám đăng ký chương trình trên đây, có xin mấy cô chưa? Cũng có mấy cô cũng muốn giới thiệu con gái cũng này nọ, nhưng mà cảm thấy không hợp. Không có hợp hả? Dạ. Tìm người phụ nữ thế nào mà nó khó đến như vậy? Em cũng không biết nữa, nhưng mà trước giờ em quen thường là có hai loại phụ nữ là lớn hơn với nhỏ hơn. Mà nhỏ hơn thì thường nói em già quá. Còn lớn hơn thì thường nói em con nít quá. Mấy mối tình rồi? Dạ hai. Mối tình mà mới đây nè, chia tay lâu chưa? Dạ cũng một năm hơn. Bạn làm cơ quan nhà nước vậy thì sau này lấy vợ rồi có lương bổng có đủ lo cho vợ không? Dạ cái hiện tại thì em đủ sống, nhưng mà chắc lấy vợ thì em cũng phải phấn đấu thêm. Khoảng bao lâu nữa mới lấy vợ? Mẹ em cũng hay hỏi câu này đó. Em thường nói mẹ em là chắc cỡ nhiệm kỳ nữa. Nhiệm kỳ 5 năm nữa. Dạ đúng rồi. Rồi đó, bên đây 5 năm nữa mới lấy vợ nha. Trời ơi năm nay là nhiêu mà 5 năm nữa là nhiêu trời. Rồi sao sanh con? Dạ chị Cát Tường, hôm nay em 26. Thì nhà cửa thì em cũng có nhà ở trên thành phố, cũng đang ở chung với mẹ. Công việc thì cũng tạm ổn. Thì mình cứ phấn đấu để mà sau này về chăm lo cho gia đình tốt hơn thôi. Em muốn rồi chừng nào lấy lập gia đình? Dạ cỡ 2 năm nữa thôi. À 2 năm nữa thôi. Dạ không chờ hơn lâu. Vậy giờ quá sao? không biết sao. Mình có đặt ra yêu tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào không? Về tính cách, về ngoại hình. Ngoại hình nhìn được một xíu. Em thì em thích nhờ anh chàng suy nghĩ chín chắn tí. Tại em mặc dù trẻ nhưng mà cũng hơi suy nghĩ hơi già. Mình có đưa ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, nếu mà ngoại hình thì giống như kiểu anh Hùng Phúc thì đẹp. Cũng cỡ 17, 65, 17 rồi đô tí nhìn. Đô một chút. Điểm gì mình không thích ở người đàn ông? À, như là hút thuốc, nhậu thì không thích lắm. Nên là có chân mực thôi. 22 tuổi, trẻ, năng động mà không có bạn trai hả? Dạ. Tìm không ra. Với lại những cái đối tượng em gặp thì thường là bằng tuổi em mà em không thích bằng tuổi. Thích lớn hơn, bao nhiêu? Thích lớn hơn nhiều, càng nhiều càng tốt. Rồi, để chị coi bên ngoài bên kia coi có tròn trịa 1m7 không nha. Trời, đây 1m9 luôn á. À, chào bạn. Dạ. Ù, mắt to dữ ta. Mắt to, mũi cao. Này đen hơn anh Linh à. Linh có đối thủ rồi. Bạn có hút thuốc, nhậu nhẹt nhiều không? Hút thuốc thì có, nhưng mà nhậu nhẹt thì cũng ít. Cho khi nào đi công việc thì mới uống tí. Mình có đưa ra mẫu người lý tưởng là người như thế nào không? Thật sự thì em cũng không có đòi hỏi là phải đẹp xuất sắc hay là sao hết, nhưng mà cũng bình thường. Bây giờ nếu mà kéo màn lên thấy cô bên này được nè, tìm hiểu được nè, nhưng mà giờ cổ muốn 2 năm thôi là phải đám cưới tại cô muốn đẻ sớm. Nếu tụi em tiến tới được thì chắc để hai bên thỏa thuận rồi đi đó. Bây giờ đây nè, tôi thỏa thuận giùm nè, giờ 2 năm nữa đám cưới. Thì để từ từ em trả giá tới 3 năm. Tại sao vậy? Em cố gắng phấn đấu để có một địa vị gì đó trong xã hội rồi lúc đó
phấn đấu về sự nghiệp trước. Thì phải nói rõ, nhiều khi là còn ham tiếc nuối mấy cái cô kia chưa có chấm dứt được hay là cái gì, tôi phải hỏi kỹ tôi bà Mai mà. Dạ không, vấn đề đó yên tâm, em không có. Yên tâm dạ. Ngoại hình thì được rồi đó, mà thấy có ánh mắt có chút gian dối gì đó. Ta rung thôi chứ gì đâu mà. Nghe rồi cái gì? Thí dụ là chịu chờ không? Lỡ trong thời gian chờ ai cướp mắt em thì sao anh? Anh không sợ người khác cướp đâu, nhưng mà chỉ sợ là một trong hai có vấn đề thôi. Tại vì bạn em công an nhiều lắm, không sợ cướp. Nay có người thân bạn đi không? Dạ có, ông anh, bạn giai anh và em chơi cũng thân. Làm chung cơ quan không? Dạ không, ảnh đang công tác ở công an phường 14, phường 11. Rồi, xin chào anh. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Phượng. Cát Tường. Ừ, Cát Tường, dạ. Anh cảm giác rằng với bạn thân của mình thì có hợp tính không? Tùy theo cái Nguyên và Hạnh thôi, chứ không góp ý được. Dạ. Như thấy hai tính hai người đó hợp không? Dạ, Hạnh thì nói chung là có hiện tại có công việc ổn định. Anh nói thì cũng có cái suy nghĩ cũng cứng rắn, thì đó qua đó thì Nguyên cũng cân nhắc lại, rồi nếu cảm thấy đến được trong thời gian tới đây thì nên đến. Mình có đi với người thân không cưng? Dạ em đi với bạn thân của em. Đâu bạn em đâu? Dạ em chào Nguyên Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em nghe cái quan điểm của hai người thì em thấy sao? Hai người này có thể phù hợp đến với nhau được không? Dạ thật ra thì bạn em nó còn trẻ con lắm, nếu mà anh bên đây mà chấp nhận được cái tính trẻ con của nó thì em nghĩ chắc hai người cũng có thể hòa hợp được. Nhưng mà còn tùy thuộc vào bạn em nữa, chắc phải thôi cứ thử tìm hiểu xem sao. Mà em nhận xét anh bên kia như thế nào? Dạ anh bên đây rất là chững chạc. Chững chạc mà làm ở văn phòng đảng quỹ phải chững chạc chứ. Dạ. Dạ em chào anh. Rồi chào bạn. 2 năm bắt buộc hả? Dạ không bắt buộc, nhưng mà sớm thì hay hơn. Em thấy để lâu quá em sợ quá. Sao sợ? Là bỏ một cái là nghiêm ế luôn, đứng cả tiêu. Sợ bị bỏ. Anh hỏi thì hỏi vậy rủi ai cướp em sao, nhưng mà hỏi vậy thôi. Thật ra trong bụng là sợ bị bỏ con gái đáng thương, tội. Dạ đúng rồi anh. Tin rằng anh này cũng đã có một suy nghĩ rất là vững chãi rồi. Quan trọng là sự nghiệp, 5 năm nữa phát triển xong cưới luôn. 5 năm không nhanh lắm, các bạn còn trẻ mà ha. Dạ. Có lo. Chị Cát Tường giờ này chưa lấy chồng nữa kìa. Gì liên quan, tôi không muốn thôi, muốn thiếu gì người đúng không? Dạ đúng vậy. Rồi, ta... kéo màn lên, kéo màn lên cho hai người gặp. Dạ em chào anh. Qua tiếp xúc nãy giờ thì anh có đáp ứng đủ yêu cầu của em? Trời, cái gì mà rung dữ vậy, bình tĩnh, hít thở vô gì mà nói mà cái má mày giật 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 giật. Dạ, nhìn chung thì cũng được. Thì em có muốn hỏi anh gì không? Nếu như anh đi hẹn hò với bạn gái mà anh chờ lâu quá, anh sẽ như thế nào? Thì anh nói rồi, chắc anh thì anh đứng anh chờ, nhưng mà anh nói rồi có tật xấu của anh là hút thuốc đó. Thì anh đứng anh hút anh chờ thôi. Một ngày anh hút mấy bao anh? 2 ngày một gói cũng có khi ít hơn. Thì ví dụ công việc căng thẳng quá thì anh hút hơi nhiều. Anh có bạn thân là con gái không? Có. Em không thích con trai quan tâm con gái thái quá. Nhiều khi các bạn thân con gái thì mấy anh quan tâm kỹ lắm. Thì dĩ nhiên thì trước đây anh chưa có bạn gái thì anh có bạn thân thì dĩ nhiên anh phải lo cho bạn thân. Nhưng mà bây giờ thí dụ anh có bạn gái thì anh phải xếp lại vị trí thứ tự chứ. Bạn gái trước rồi mới bạn thân sau. Hồi đó giờ bạn tỏ tình lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa, bây giờ tỏ tình đi đó. Nói sao cho bạn gái tin mình đi. Em là bạn gái nha. Đáp lại. Có tí nữa em bấm chuông thì anh sẽ biết. Chuông đâu bấm. Hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ quyết định. 1 2 3. Đứng sát bên nhau, nắm tay nhau đi. Nhanh không? Nhanh gì đâu, nhanh nắm tay mà. Rồi nắm tay là họp luôn, đi họp luôn. Thầy, con mấy giấy xem phim. Dạ. Mình tạo điều kiện họp hành trong rạp phim nha. Bạn cảm nhận thế nào khi mà nắm tay người con gái bên cạnh? Mất cảm giác, rung quá. Không có gì rung dữ vậy? Bạn gái thấy sao? Dạ êm. Êm hả? 3 năm nha, hứa rồi đó. Tối thiểu chứ đừng có tối đa. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Dạ em cảm ơn chị nhiều. Đó, mắc cỡ kìa, mắc cỡ kìa. Chúng ta vừa theo dõi hai cặp đôi ngày hôm nay rất là dễ thương thưa quý vị. Có thể nói là một cái lời chúc cho những cặp đôi sẽ tiến xa hơn nữa. Hy vọng rằng Quỳ Linh và Cát Tường sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp, đặc biệt là nhận được cái thiệp màu đỏ đỏ ha. Và bây giờ thì anh Quỳ Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị đừng quên đón xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào. Chào quý vị. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.